thấy khung cảnh thế nào Bình? Đẹp không? Khá là thơ mộng. Một bên là nhìn CBD, một bên nhìn sông ha. Em muốn sở hữu một cái căn hộ tại chung cư Đà Mắc hay không? Tất nhiên là muốn anh. Sau khi coi một vòng thì cảm thấy rất là feel rất là nhiều trong trong cái dự án này. Thì bây giờ anh sẽ mời em đi tham quan tất cả những cái tiện ích ở Clubhouse, mà Clubhouse gọi là tầng thượng luôn, tầng thượng đỉnh luôn ha. Thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Thì khu vực của mình đang đứng đây nè, đây là cái khu BBQ thì để dành cho chúng ta tổ chức tiệc gọi là tiệc ngoài trời, giống như khi mà em có những cái buổi tiệc sinh nhật hoặc là những cái tiệc nào đó, nhân cái lễ kỷ niệm nào đó, thì em có thể là mời bạn bè của em đến đây để em tổ chức những cái buổi tiệc xung quanh cái quầy BBQ này ha. Thì đây là những cái lò nướng của quầy BBQ nè. Thì đây là khu vực lò nướng, thì chúng ta sẽ có hai cái lò nướng này đó, nó có bồn rửa các thứ luôn. Khi mình sử dụng xong BBQ mình có thể dễ dàng mình vệ sinh ha. Thì em không cần phải di chuyển bên ngoài nữa mà mình tổ chức tiệc trong chính trong cái căn hộ của mình luôn đó, rất là tiện. Bây giờ anh sẽ mời em tham quan những cái tiện ích của tầng thượng đỉnh ha. Rồi em cùng di chuyển với anh ha. Thì đây là không gian để mình trải nghiệm cái tầm view của thành phố. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào những cái tiện ích còn lại ngoài cái BBQ. Mình đi qua kia. Đây là bên tay phải của chúng ta, đây là sân chơi dành cho trẻ em. Rồi đây là sân chơi trong nhà nha. Khu vực sân chơi trong nhà. Rồi anh xin mời em ha. Mình di chuyển vào trong. Rồi đây là bên trái của mình nè, khu vực nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ ha. Thì khi mình sinh hoạt, mình vui chơi trên này thì mình rất là dễ dàng sử dụng. Rồi bên tay phải của sân chơi trong nhà, còn bên tay trái của anh á là khu vực tiệc trong nhà, thì rất là sang trọng luôn. Giống như em muốn đãi những cái tiệc sang trọng dành cho gia đình ở trong nhà thì mình có thể là đăng ký với ban quản lý để mình được sử dụng cái dịch vụ này. Cái này mình có cần trả phí không anh? Cái này là sẽ không trả phí nha em, nó được tính vào phí quản lý luôn, quản lý vận hành luôn. Là mình sử dụng, mình chỉ cần đăng ký trước thôi, thì những cái lịch đăng ký là trong những lịch trống thì mình sẽ được đăng ký cái thời gian để mình sử dụng cái tiệc này. Anh em có những cái khách mà sang trọng á, em muốn đãi tiệc thì em chỉ cần đăng ký vào đây thôi là mình có tiệc. Cũng tiện quá ha, mắc không phải mình ra nhà hàng. Nó thực tế nó là một cái nhà hàng khu nhỏ trong chính cái căn hộ của chúng ta luôn. Thì bây giờ anh mời em qua một không gian nữa, đó là không gian thư viện ha. Thì em gọi là phòng đọc sách. Thì đây là không gian thư viện. Trong quá trình mình sinh hoạt thì mình cần một không gian nào đó yên tĩnh để mình đọc sách hoặc là em nghiên cứu những cái tài liệu trong công việc, thì mình có thể lên đây để mình trải nghiệm trong cái phòng thư viện này. Thì trên cái khu vực thang máy của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai bên, hai khu vực nha. Nãy mình lên thang máy này nè. Rồi. Đây là hồ bơi view thành phố ha. Hồ bơi 30m. Hồ bơi tràn bờ luôn, với một tầm view cực kỳ là đẹp. Thì em có thể là phơi nắng ở đây, hoặc là mình có jacuzzi ở phía bên kia, nó sẽ có cái khu vực jacuzzi luôn. Mình vừa trải nghiệm jacuzzi, mình vừa nằm mình phơi nắng cũng rất là ok luôn. Đa phần những cái đá mà sử dụng cho toàn dự án, từ nền trong căn hộ ha, rồi trần tường các thứ, thì dùng là tất cả đa phần là 99% là đá marble hết. Đó. Cái nhà của em vẫn sử dụng đá marble đúng không anh? Đúng rồi em, nếu mà em mua cái căn hộ mà em sở hữu tại Đà Mắc á thì sẽ sử dụng bằng mặt đá marble. Từ bếp, từ cái gạch lát dưới nền nè, rồi những cái gạch lát tường là sẽ được ốp bằng đá marble hết. Thì đá marble này có tính năng cực kỳ là hay luôn. Là em sử dụng lâu ngày á, em lau chùi thì những cái đồ lau em có nước á, nó sẽ thấm vào đây,
nó càng thấm nước thì nó càng lên màu rất là đẹp, và nó rất là bền về cái thời gian sử dụng nữa. Ok, em có thể chạm vào thôi, nó cực kỳ là mát ha. Thì từ cái view của mình á, mình view về phía đó là khu vực Landmark 81, đó là quận Bình Thạnh, quận 2, quận 9 Thủ Đức á, thành phố Thủ Đức cực kỳ là đẹp ha. Thì những cái tòa nhà mà biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh mình đều view nhìn thấy rất là đẹp luôn. Rồi, cùng di chuyển với anh qua bên khu vực tiện ích phòng gym ha. Từ khu vực thang máy mình có thể di chuyển thẳng vào phòng gym cũng được, hoặc là mình đi lối cửa này. Thì mình có 3 cái cửa để mình đi và di chuyển vào phòng gym của chúng ta. Còn đây là bể sục jacuzzi ha. Để trải nghiệm trên những cái ghế mây này. Đó. Mình trải nghiệm jacuzzi. Mỗi buổi chiều mình đi làm về á thì mình muốn thư giãn thì em cứ vào cái hồ jacuzzi này để mình trải nghiệm. Và là mình có thể nằm ở những ghế mây này để mình phơi nắng. Trời, view khá đẹp hả? Đó, mình có thể view về tòa nhà Vitexco nè, với một tầm view cực kỳ là đẹp luôn. Oh, wow. À, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là giống như bao trọn trong cái tầm view của The Mark của chúng ta. Thì khi mà chúng ta sở hữu một cái căn tại The Mark, đó là một cái dấu ấn trong cái cuộc đời của mỗi con người chúng ta luôn đó. Thì The Mark là được phát triển bởi đoàn Hồng Kông Land ha. Những cái tòa tháp mà Hồng Kông Land phát triển trên thế giới á, thì đa phần những dự án nào họ phát triển đều trở thành cái biểu tượng tại khu vực đó. Và cái tuổi thọ của những cái tòa tháp của nó tồn tại rất là lâu so với những cái tòa tháp bình thường. Bây giờ mình di chuyển tiếp. Thì ngay khu vực hồ bơi với khu vực jacuzzi của mình, em để ý nè, nó có một cái vòi tắm nước sạch lại. Khi mình tắm dưới cái hồ jacuzzi này xong á, mình trải nghiệm hồ jacuzzi này xong thì mình lên mình có thể tắm vòi nước sạch ở đây khu vực này, như theo bên tay tay của anh nè. Đó. Và em có để ý cái điều đặc biệt của cái tòa tháp mình không, là mình view về cái hướng gọi là một cái công viên cực kỳ là lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đó là Thảo Cầm Viên ha. Thì mình sẽ tận hưởng được một cái bầu không khí với môi trường trong lành từ những cái tán cây xanh của Thảo Cầm Viên mang lại cho tòa tháp của chúng ta luôn. Thì mỗi buổi sáng mà em lên đây mà em cảm nhận cái không khí thì rất là tuyệt vời luôn. Riêng bản thân anh sống là anh rất thích chọn những cái nơi nào mà có nhiều cây xanh để nó mang lại cái hơi thở năng lượng trong những ngày mới. Thấy như thế nào, trải nghiệm tiện ích như thế nào? Khá là nhiều tiện ích hơn, có sauna, có gym, mọi thứ tất cả. Vậy thì hiện tại cái giá căn 2 phòng ngủ ở đây khoảng bao nhiêu anh hả? Căn 2 phòng ngủ của mình á là giá chỉ từ 16 tỷ thôi em. Nhưng mà em mua tại đây thì thứ nhất là em không phải chờ đợi giống như những cái dự án khác, mà em mua xong là xách vali và em ở ngay luôn. Và trong này thì em cũng thấy rồi đó, rất là nhiều tiện ích. Dường như là chủ đầu tư Hồng Kông Land á là họ mang tất cả những cái tiện ích gọi là thiết yếu nhất của cuộc sống đến với cái tòa tháp The Mark để tạo dựng một cái dấu ấn gọi là khó phai trong lòng cư dân trong The Mark. Nơi đây là một cái nơi tập hợp rất là nhiều cư dân ở nhiều quốc gia trên thế giới trong cái tòa tháp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của Việt Nam luôn. Thì ở đây là em gọi là đa sắc tộc, gọi là đa chủng tộc luôn, là nơi để mình giao lưu cái văn hóa của đa quốc gia để mình có xây dựng được nhiều mối quan hệ trong quá trình em kinh doanh và làm việc ha. Nó rất là hay. Và cái điều này là cái điều mà anh rất là thích thú khi mà lựa chọn cái sản phẩm này để mang đến một cái trải nghiệm sống tốt hơn cho những cái cư dân tại đây. Và khi mà những cư dân mà họ bắt đầu họ mua từ lúc mà dự án bắt đầu xây dựng á, thì họ cũng rất là hài lòng về cái chủ đầu tư Hồng Kông Land này cũng như cái vị trí của chúng ta. Thì anh cũng chia sẻ cho em luôn là vị trí của mình á, nằm rất là gần lãnh sự quán xung quanh trung tâm quận nhất đây. Thì ở đây là cực kỳ là an ninh luôn, cực kỳ là gọi là tuyệt đối an ninh 100%. Nhưng mà em di chuyển vào tòa nhà em cũng thấy là cái đội bảo vệ của tòa nhà họ cũng rất là nghiêm khắc đối với những cái người mà không thuộc cư dân của tòa nhà.
để họ đảm bảo cái an toàn khi mà em sở hữu một căn hộ tại đây. Đó. Rồi, anh nghĩ với những cái tiện ích đẳng cấp của dự án nè, rồi những cái chất lượng mà dự án mang lại, em sẽ ra một cái quyết định để mà trở thành cư dân ở đây hả Bình? Dạ, yeah. Thực sự là em rất là thích, kể cả về tiện ích, về các căn hộ và cái thiết kế của nó khá là vuông vức thì cũng sẽ phù hợp với em. Em thấy cái gì nó rất là vuông vức. Thì có lẽ là sau khi trải nghiệm xong thì em sẽ về và cân đối tài chính của mình lại ha. Rồi có gì em sẽ trao đổi với anh về cái việc phương thức thanh toán sẽ như thế nào anh ha. Rồi, mình xem tiện ích xong, anh với em sẽ xuống xem qua cái căn hộ thực tế là chủ đầu tư đã set up gọi là full 100%, căn 4 phòng ngủ ở vị trí căn gốc cực kỳ là đẹp luôn, để mà cho em trải nghiệm những cái nội thất mà chủ đầu tư bàn giao và những cái thiết kế của tòa nhà như thế nào. Và điều đặc biệt của mình á, đa phần những cái căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh này chiều cao nó là từ sàn đến trần chỉ có 3m thôi, nhưng mà căn hộ của chúng ta là cao tới 3m2 lận. Thì nó tạo không gian gọi là vô cùng rộng, vô cùng thoáng cho cư dân. Xin mời em cùng với anh di chuyển xuống cái căn hộ 4 phòng ngủ ha. Ok, vào là em sẽ thấy không gian đây là cái nhà bếp ha của chúng ta nè, khu vực bếp. Thì bếp này là chia làm hai bếp, một cái bếp khô và một cái bếp ướt. Thì đây là khu vực bếp khô, còn đây là khu vực bếp ướt. Thì sau này em có người phụ việc á, thì họ sẽ sống trong khu vực này và họ làm việc trong khu vực ướt luôn và nấu nướng trong các thứ trong đó. Còn đây là không gian phòng khách này, em thấy rất đẹp không? Và cái căn của chúng ta là view cực kỳ là đẹp luôn em nhé. Với một cái cửa lùa cực kỳ là sáng và đẹp như vậy nè, mỗi buổi sáng thì em chỉ cần ngồi đây mình nhâm nhi một ly cà phê thôi, mình view về trung tâm thành phố cực kỳ là đẹp, cực kỳ là gọi là có năng lượng trong buổi sáng của chúng ta. Cái không gian đây là em có thể lắp đặt cái sofa cho mình khu vực này và cái bàn ăn ở đây luôn ha. Rồi bây giờ anh sẽ mời em di chuyển vào cái phòng master ha. Rồi trước khi di chuyển vào phòng master thì anh giới thiệu với em về cái gương thông minh này. Cái gương này là vừa tích hợp, vừa là một cái gương, vừa là cái hệ thống điều khiển cái công nghệ smart home trong căn hộ của chúng ta. Thì em sẽ kết nối trong căn hộ thì em sẽ dùng cái bảng điện tử này ha. Rồi ở đây thì nó có luôn một cái video call an ninh nè, video call an ninh sẽ kết nối với tầng lễ tân. Rồi mình di chuyển vào phòng ngủ lớn ha, phòng master. Thì đây là không gian phòng master nè. Trong phòng master này á, sẽ bố trí cho mình cái nhà vệ sinh trong đây luôn, cực kỳ là sang trọng ha. Và những nội thất nhà vệ sinh em nhìn thấy trong đây là đa phần là được bàn giao cho mình luôn. Và những cái vòi nó sẽ làm một cái tông màu cực kỳ là sang nha, màu đồng cực kỳ là sang trọng nè. Đó. Trong đây nó có cái bồn tắm luôn, phòng tắm đứng và cái bồn tắm. Nếu em muốn tắm bồn thì mình có thể trải nghiệm tắm bồn và rồi dùng cái phòng tắm đứng này. Hệ thống tủ cũng đầy đủ cho em luôn, vừa là tủ vừa là gương luôn nè. Cũng có hai cái bồn rửa mặt luôn nè, nó rất là dễ dàng cho vợ chồng em sau này luôn, tiện lợi. Và hệ thống tủ thì em có thể là chứa đồ của em bên này, của anh bên đây cũng được nha, rất là thuận tiện ha. Rồi cái view, chúng ta sẽ có một cái view cực kỳ là rộng với một cái cửa sổ như vậy luôn nè, cái cửa kính sẽ tạo một tầm view cực kỳ là lớn. Thì mỗi buổi sáng em nằm trên giường nè, em chỉ cần dối tay, em kéo nhẹ cái rèm là nó sẽ tự động cho em luôn. Đó, hệ thống rất là thông minh ha. Ở đây cũng vậy luôn nè, là cái rèm nó sẽ tự kéo vào. Đó. Rồi, và em cũng vậy, em khi mà mở cửa thì em kéo nhẹ là cái thông rèm nó sẽ tự kéo ra. Thì căn hộ của chúng ta là căn hộ thông minh nên những cái thiết bị điện và những cái bàn giao thì nó rất là thông minh. Và ở đây nó có khu vực nhà vệ sinh chung cho hai phòng ngủ, cho ba phòng ngủ nhỏ này. Thì đây là phòng ngủ nhỏ thứ nhất. Thì sau này chúng ta có sau này em có con cái á, thì em cho con của em ở một cái căn này. Em có hai đứa thì mình sẽ có mỗi cháu sẽ một phòng ha. Thiết kế theo cái dạng
còn trải nghiệm công việc ha. Đây rồi, đây là một cái phòng ngủ số 4 ha. Thì phòng này cũng có toilet ở trong nè, có một không gian để học tập đó. Cũng lâu lâu ha. Rồi tủ đồ đầy đủ trong đây luôn đó. Trong đây có nhà vệ sinh luôn nè, nhà vệ sinh cũng như nhà vệ sinh phòng master. Thì căn này là 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh em nhé. Và tất cả các phòng ngủ của chúng ta đều view bên ngoài cực là đẹp. Rồi em sở hữu ngay một căn em nhé. Rồi đẹp và về tương lai thì sau này gia đình em bố mẹ con cái ở nhiều hơn thì có thể em sẽ cân nhắc hơn cái căn phòng ngủ này. Căn chúng ta là anh cũng chia sẻ ha, trần mình cao 3m2, cực kỳ là cao so với những cái căn hộ ở ngay trung tâm thành phố luôn. Thì em sở hữu đây là thứ nhất là tiện ích xịn sò ngay tầng thượng đỉnh, là một trong những tiện ích gọi là đầu tiên mà nằm ở tầng thượng đỉnh của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với vị trí khá là cao ha. Rồi căn hộ thì em thấy thiết kế quá đẹp ở vị trí căn gốc luôn. Đó, view về một cái tầm view cực kỳ là rộng và thoáng, dường như phòng ngủ nào cũng có view cực kỳ là đẹp luôn.